Song Hye Kyo và Park scandal lớn nhất sự nghiệp, hình ảnh cúi gặp người xin lỗi là vết đen muốn quên đi nhất. Song Hye Kyo, ngọc nữ nổi tiếng của Hàn Quốc, cô sở hữu nhan sắc xinh đẹp và khả năng diễn xuất cảm xúc chạm đến trái tim khán giả. Tuy nhiên, suốt nhiều năm làm nghệ thuật, không ít lần Song Hye Kyo vướng phải những scandal chấn động khiến cô nhận về không ít anti-fan và muôn vàn sóng gió. Được đại gia Hồng Kông bao nuôi hậu ly hôn Song Joong Ki. Vụ ly hôn ồn ào với Song Joong Ki đã đẩy Song Hye Kyo lên đầu sóng ngọn gió của dư luận. Từ cặp đôi phim giả tình thật đẹp nhất xứ Hàn, cặp đôi đường ai nấy đi trong sự ngỡ ngàng của công chúng. Đặc biệt, thái độ gay gắt của Song Joong Ki càng khiến người ta nửa tin nửa ngờ về nguyên nhân cặp đôi ly hôn. Bên cạnh đó, một tin tức từ truyền thông Trung Quốc khiến cư dân mạng xôn xao. Mỹ nhân hậu duệ mặt trời đang hẹn hò và muốn tái hôn với một tỷ phú Hồng Kông. Thực chất, đây không phải lần đầu tiên tin đồn này được chia sẻ trong giới. Nhưng trước đây, đám cưới lãng mạn như cổ tích với Song Joong Ki đã nhanh chóng dập tắt mọi nghi ngờ về việc Song Hye Kyo được đại gia bao nuôi. Sau khi cô ly hôn, tin đồn này bỗng hot trở lại. Một nhà báo Trung Quốc tiết lộ đây là một vị tỷ phú trẻ người Hồng Kông. Tuy Song Hye Kyo là diễn viên xứ Hàn, còn tin đồn xuất phát từ truyền thông Trung Quốc, nhưng có không ít người bán tín bán nghi. Bởi trước đây, chính báo Trung là nguồn đầu tiên đưa tin về việc Song Joong Ki và Song Hye Kyo ly hôn trước cả trang tin Hàn Quốc. Bên cạnh đó, Hồng Kông cũng là nơi Song Hye Kyo thường xuyên ghé qua mỗi khi có sự kiện quảng bá, và cô còn đến đây nhiều hơn đến đại lục. Tuy nhiên, sau một thời gian, các phóng viên không đưa ra thêm được bằng chứng cụ thể cho việc Song Hye Kyo hẹn hò đại gia. Người hâm mộ cho rằng Song Hye Kyo đã bị hắt nước bẩn và trở thành nạn nhân của truyền thông vì những định kiến với phụ nữ ly hôn. Ngoại tình với Park Bo Gum, bạn thân Song Joong Ki. Một trong những nguyên nhân ly hôn được đồn đoán nhiều nhất chính là sự xuất hiện của kẻ thứ ba. Nhưng trái với suy nghĩ thông thường, người hứng chịu tin đồn ngoại tình nặng nề nhất không phải người chồng mà lại là Song Hye Kyo. Thậm chí, đối tượng người thứ ba được nhắc đến lại là nam diễn viên kém cô 12 tuổi Park Bo Gum, cũng là người bạn thân thiết của Song Joong Ki. Theo trang tin WeWe, trong quá trình quay bộ phim Encounter, Song Hye Kyo và Park Bo Gum đã ngoại tình với nhau. Đáng nói, Song Joong Ki phát hiện Park Bo Gum chủ động nhắn tin mập mờ cho Song Hye Kyo. Trong thời gian Song Joong Ki vất vả đóng phim bên ngoài, anh phát hiện vợ mình chủ động quyến rũ Park Bo Gum qua camera giám sát trong nhà tới 2 lần. Cũng theo nguồn tin, Song Joong Ki từng tức giận đi đến công ty của mình để chất vấn, nhưng công ty chủ quản lại muốn giấu tin tức, đồng thời đứng về phía Park Bo Gum bởi Song Joong Ki sắp hết hạn hợp đồng. Trang WeWe cho biết đây chính là nguyên nhân Song Joong Ki đâm đơn ly dị thông qua luật sư riêng mà không dùng luật sư của công ty. Dù không đi kèm bằng chứng, nhưng tin đồn này đã khiến cả Song Hye Kyo lẫn Park Bo Gum đều đứng trong một thời gian và nhận không ít gạch đá từ cư dân mạng. Cuối cùng, phía Park Bo Gum đã lên tiếng phủ nhận mạnh mẽ, đồng thời khẳng định sẽ đâm đơn kiện những kẻ tung tin đồn thất thiệt. Nhiều người cho rằng, sở dĩ Song Hye Kyo vướng phải tin đồn ngoại tình thay vì Song Joong Ki là do cô vốn nổi tiếng đào hoa. Mỗi khi đóng phim, Song Hye Kyo lại có tin đồn hẹn hò với bạn diễn. Đây đều là các nam thần của làng giải trí xứ Hàn, từ Lee Byung-hun, Hyun Bin, Kang Dong-won cho đến Song Seung-hun, Biren, Jo In-sung. Cuối gặp người xin lỗi vì scandal trốn thuế. Thông thường khi đối mặt với những tin đồn không thể kiểm chứng, Song Hye Kyo thường chỉ cần giữ im lặng và tiếp tục ghi dấu với tác phẩm mới là cô lại có thể vượt qua. Duy chỉ có một lần Song Hye Kyo đã phải công khai cúi đầu xin lỗi trước công chúng. Năm 2014, showbiz châu Á chấn động với thông tin Song Hye Kyo vướng vào scandal trốn thuế. Tổng thu nhập của nữ diễn viên từ năm 2012 đã bị điều tra lại. Kết quả, mỹ nhân trái tim mùa thu khai thiếu số tiền 2,5 tỷ won, tương đương 52 tỷ đồng tiền thuế trong vòng 3 năm. Song Hye Kyo dù được minh oan rằng số tiền đóng thuế hàng năm đều ủy nhiệm cho kế toán phụ trách, nhưng không tránh khỏi làn sóng tẩy chay dữ dội của netizen Hàn trong suốt nhiều năm trời. Cô phải cúi đầu xin lỗi khán giả. Sau đó, nữ diễn viên đã phải nộp lại số tiền đóng thiếu, nhưng điều này vẫn không dập tắt được ngọn lửa tức giận của công chúng. Khoảnh khắc cúi đầu gửi lời xin lỗi tại buổi họp báo đã trở thành vết đen mà Song Hye Kyo muốn chôn vùi nhất trong sự nghiệp. Cho đến hiện tại, một bộ phận cư dân mạng vẫn đào lại scandal này để mỉa mai mỗi khi Song Hye Kyo mua bất động sản mới.